Rồi bây giờ em chuẩn bị tinh thần còn qua cái ải của chú Kha đó nha. Rồi đi liệu sao trả lời với chú Kha nha. Rửa mất tiêu rồi. Thì cái đó không biết. Mất hay là cầm gì đó anh không biết. Thì cái đó anh không đề cập tới nữa, nhưng mà em em mới trả lời những lời em nói là chứng chứng tỏ. Bởi vì em thấy nhậu nhẹt kia đó nó tai hại chưa? Nó nói sai của bác đỡ đi. Tai hại anh nói em nhậu là anh không cấm em, nhưng mà mình phải kiểm soát được. Bỏ túi áo từng 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 chạy từng từng gớp. Thì cái vấn đề gì nó cũng ảnh hưởng từ cái nhậu em đó. Sao cái đồng hồ không gớp? Đồng hồ đeo tay à? Bà đi bỏ bỏ túi mà gớp. Bỏ từng túi áo. Ông đó đi bộ xuống ấy kiếm hai lần luôn. Đi bộ đường này về. Tấn tấn tấn. À sập nói em với nó đi kiếm cái điện thoại có không? Rồi biết đâu, nó kiếm đâu nó gặp tao nó sẵn nó sập. Sập nhau sập à. Tao về đi kiếm. Không có mà em với sập chứ có đi kiếm điện thoại không? Kiếm kiếm nó không là muốn chết rồi. Có đi kiếm điện thoại không? Tao đi kiếm một hai lần bỏ. Mày kiếm mày kệ tao biết đâu mà mày kiếm mày sỉnh mày kiếm đâu ra. Em có đi kiếm với nó không? Ồ, kiếm dắt giả luôn đó, kiếm dắt giả luôn á. Không có hả? Kiếm có, chú nào không có. cũng do nhậu mà ra. Chạy tổng xe này nó chạy hết xăng luôn, hết cũng xăng luôn. Chậu nha luôn. Chậu nha. Không có xăng luôn, hút xe nhà. Chạy đi kiếm không còn có xăng luôn hả? Hút xe nhà, đổ xăng luôn luôn á. Tào. Dắt giả cho. Bây giờ mà có mất thiệt không? Kiếm nhiệt tình với người ta. Ôi, đi có nhà rước đâu mày. Tại sảnh tao rước tao đòi. Gọi bằng điện thoại nào? Hả? Rồi lấy điện thoại đâu gọi? Để sợ bớt. Điện thoại kia còn không? Không vậy cái bao hả? Để cái lô này không được quả, để chứ. Hồi nãy anh gọi còn đố chuông nè. Chuông này nữa, đồ dài dưới á. Chuông thất. Chuông thất á. Chuông vòng vòng hả? Con kiếm hoài. Không dẫn đi kiếm ra chỗ nào đó, đi đoạn đường nào để coi nó có gớt bụi cỏ không. Mày đi kiếm đi. À là cho học thủ. Không có học thủ, tao không có bán thiệt. Mày đi kiếm đi chứ đừng hết đi. Chỗ nào không nhớ coi. Đâu à, tôi tính là điện được. Nhớ gì mà nổi mà nhớ. Thì lâu giờ giờ nó ừ, bỏ rượu rồi. Bỏ dậm lúc ừ, dậm liền. Bữa nay là chiều nay là sao phải dậm nghe. Trời trời chứ không phải đó à. Ê. Chào bạn. Rồi mới tới gì hay. Chào tao dài biết nó láo hả sập. Dậm lúa, em đánh dậm lúa chúng dậm liền. Thằng anh nói em hoài không được nói dối, không nói dối tệ kìa chưa. Dậm lúa, dậm bất lập định không ai tin mình hết. Dậm liền. Ô hoặc lại tốt, tốt lắm. Nhậu thì cũng vậy, nhậu thì vừa phải thôi. Tối rồi chị Hai nữa nè. Chị Hai vô đây điều tra đó rồi. Điện thoại đâu? Mới qua chị Hai ơi. Mới qua. Mà hai tin đi chứ. Sợ nó đem cái xe nó với cái điện thoại nó bán rồi. Hôm qua chị gặp nó dưới nằm giữa đường nè. Mắc tiêu rồi. Cái gì nằm dưới đường luôn hả? Là lúc đó xỉn chưa? Biết tỷ rồi. Nằm ngoài lỗ luôn hả? Ngoài lỗ nắng luôn, nắng chang chang. Chị mới kêu hoài không có số mà bị chị muốn đem điện thoại không đừng điện tính được. Chị mới kêu nó điện giùm cho một cảnh điện cho một tính. Rồi luôn xong. Nó nằm bí tỷ luôn mà. Lúc đó nó chưa. Lúc đó còn điện thoại không? Còn điện thoại hồi mà trong. Giờ có mấy giờ chị? Chú 8 là có 9 giờ. 9 giờ ha. 9 giờ 9 giờ mà nằm ngoài lỗ rồi. 9 giờ sáng ha. Thì đó xe cà phê trên đó nó có nồng độ cồn. Quán cà phê nó ngộ thiệt. Lại mua giấy số. Mua chục tờ chị nói. Tô được coi bởi vậy tiền nào còn. Không có bán mày chục tờ. Đưa 200 ngàn nữa, nói người ta bán 3 tờ là thổi mày 170 ngàn nè. Chưa lấy chị Hai tốt chưa? Chị nhắc vô nhắc được, chị nhắc theo cho nó nữa. Chứ quán số quán 10 tờ mượn chết. Bán 3 tờ thôi. 3 tờ thôi, còn 170 về mất luôn hay gì đâu biết đâu. 170 còn không? Có mất tiền không? Còn mấy chục ngàn à. Còn mấy chục. Mà biết trong bóp nó còn. À, tại vì nó còn nhậu tới chiều nữa mà, cho nên là phải chi. Đó là nó nằm rồi. Nằm tới chiều luôn đó. À, nằm tới chiều luôn hen. Từ đó là ngủ tới chiều luôn. Cậu có nhậu sớm dữ sập. Ừ đó. Chị ngủ mà. Qua gặp chị dưới mà. Xả hết rượu. Sung mà. Mà chị mới kêu á là cầm nó mới chở về nhà của chú Tám. Mà cái giấc tối dẫm lúa anh về đó là nó có nhậu không? Không. Không có đi nhậu. Ờ. Là màu anh đó. Vậy là bữa đó là cũng chạy cầu đi uống cà phê mà uống cà phê thiệt. Cà phê lúc đó không có cồn. Không. Ừ. Cà phê bữa sau mới có cồn. Ừ thôi bữa đó nói uống thôi nó không có nhậu cũng được đi bữa tối đó không nhậu cũng được dậm lúa xong được về. Ừ là bữa đó tại không gặp cốt không bữa đó đi chặt kèo không chặt kèo chứ phải có kèo cũng lụm mà chứ đường nào chạy mày mốt có gặp mấy anh đừng nói câu bỏ rượu nha. Ừ mình đừng nói câu đó đừng nói câu đó nó mất cạo đó câu đó chết em, đó em à.
em có đáp chẳng nhậu nè. Mình ghiền nhậu 2 ly rồi. Có nói là bỏ rượu nha. Bỏ rượu rồi. Bỏ lâu lắm rồi. Thôi bây giờ cho em một cơ hội nè. Cho em cơ hội. Để nếu như em nói thiệt thì mấy anh em không có trách em và Minh Kha sẽ không có làm việc em. Đó, thì bây giờ nếu mà điện thoại có cầm thì cứ nói thiệt. Mát rồi. Cho cơ hội cuối cùng đó. Rồi mát. Bây giờ nói đi mấy anh em mình đừng có nói. Không, mấy anh em mình mấy anh em không có nói với chú Kha. Không, thiệt đi. Đừng không nói với chú Kha. Không có cầm không tính. Không có cầm. Đừng giỡn nó kêu. Đừng hứa đi, đừng ai nói với Minh Kha biết nha. Không nói nghe, không ai được nói nghe. Rồi. Nói đi. Cô không nói nghe cô, liệu không nói nghe. Biết gì nói. Ừ, không có nói chú Kha nghe. Không chửi nữa. Ừ. Không có nói. Thì bởi vậy bây giờ em nói thiệt đi thì không chú Kha sẽ không chửi. Mà mấy tụi mình giấu đừng nói không Kha biết. Ừ. Giấu chú Kha luôn. Nói không Kha chửi nó chết luôn. Hả? Mẹ nó bỏ tụi xỉn qua xỉn chứ. Không có, bây giờ thì cứ nói thiệt đi rồi ở đâu mình đi lấy về. Không có, không có cầm. Bỏ túi áo chờ từng từng góp. Sao nghe nói cầm 500 mà. Nghe nó cầm 500 không có cầm. Điện thoại ngày hôm qua nay nếu mà mình không bấm thì chắc chắn là nó chưa hết pin đâu. Ừ, với lại người ta nếu mà rớt mất thì người ta gỡ sim gầu chứ đâu mà còn. Bây giờ chịu qua cái chỗ nào sim nhất đảo tới đảo luôn cho đó nhiều nhất là lại cho đó. Rồi điện đổ chuông biết hả? Điện còn đổ chuông tôi mới điện nãy nè. Cái sim sao ly mới mua em bữa đó đó. Là gắn vô cái máy đó còn phải không? Còn. Ừ, nãy anh gọi còn đổ chuông đó. Còn đổ chuông. Ở đâu? Chị hay biết kìa. Không có, hôm qua chị thấy có người ngồi ngồi đất mà chị không để ý, chị không quay lại. Mà đâu? Ngay chỗ xác giờ không nói gì đó. Nằm ngay xác bên đó luôn. Là cái ngồi bên hông mà lấp lấp đất lại. Rồi, lấp lấp đất lại. Cái gì lấp đất? Cái gì? Không biết nhưng mà ta lấp cái gì mình không biết. Rồi, hiểu rồi. Lúc đó sập đang nằm hả? Đang nằm. Rồi coi chừng lấp cái điện thoại dưới đó. Chị đi luôn. Là chị thấy mấy người đó ngồi kế sập rồi lấy đồ lấp lấp đất lại. Đi qua bên kia là lấp. Như là hai lỗ vậy đó. Rồi. Lắp cái gì dưới đó lại mình không biết. Mình không biết. Nói là có làm gì vậy? Chị còn nhớ chỗ chị đó. Chị biết chỗ đó không? Chị nhớ chỗ đó không? Thôi tại vì bây giờ nếu mà vậy người ta cũng lấy rồi. Người ta lấy rồi. Lấy rồi. Không, nếu lắp đất lại thì còn đốt chuông, còn đốt chuông. Người ta lắp lại thì sập đi, người ta ngỡ là ta lấy rồi. Không có, cái vấn đề là sợ ông đó cũng cấm đầu luôn. Quên chỗ luôn. Quên luôn á. Sợ cấm đầu là lắp mà quên luôn á. Ta không xỉn. Không xỉn hả? Không phải xỉn à. Rồi vậy là có thể là gớt thiệt rồi. Mất thiệt rồi. Bỏ trong điện thoại trong túi quần hả? Bỏ trong điện thoại luôn. Tại biết sao chị bỏ cái bóp đó là cái túi bên đây rồi còn. Mà lúc đó cái điện thoại còn hả? Còn. Ờ còn chị là không phải. Mà lúc chị đi á, chị đi chị ngoái là chị thấy lắp lắp không? Rồi hồi mà lúc Quý Sáu là đi là nó nằm là đi khúc rồi chị ra tới là kênh bẹo vô là thấy nó nằm đó. Rồi có ông kia lắp đó. À chứ vậy chị đi. Rồi. Vậy là lát sau. Lát sau á. Rồi chắc lắp lắp cái này là cái ông lắp ổng quên chỗ luôn rồi đó. Không phải, có nghĩa là lắp mà nhưng mà chị hai thấy cái điện thoại còn trong không, túi. Thấy còn không, là rồi còn đặt trước. Còn là trước đó rồi chị đi. Chị đi rồi chị mới quay lại nữa không? Chỗ nào sợ? Ờ chị quay lại nữa chị mới lập khúc đó. Có nghĩa là mất khoảng một thời gian khoảng 10 phút không chị? Chắc 15 phút. Rồi chị gắng nhớ chỗ đó giùm em coi kiếm thử coi. Hy vọng mong manh đây. Sao giờ đi lại đó dám chị đó. Đi rồi mà chị không có thấy cái mô. Mất cái mô đó rồi hả? Là thấy mất cái mô đó rồi. Thôi thôi có mất cái không, nếu mà có ai đánh cắp điện thoại chắc chắn là phải tắt nguồn chứ. Không không để đâu. Có mất hộp kim cương nào không? Không biết tắt nguồn đâu. À người này không biết tắt nguồn luôn. Chị hai biết thì nói luôn mà không nói được. À chị hai biết luôn. Không biết tắt nguồn đâu. Vậy à nghĩa là em có thợ nữa đó. Đúng thợ nữa đó. Vậy là chị hai biết người này. Mà không tiện nói ra. Không được, không được đâu. Ừ. Sập ơi là sập. Tại sao? Mất luôn rồi sao mà. Nếu mà mất thiệt thì mới mốt em tự làm mua lại xài. Ừ. Chứ vô phương rồi không ai. Tác hại cái ăn nhậu mà gây ra. Nhậu phụ đi. Ờ bãi đây. Nhậu nó phụ đi. Ê chút gì dọc cho. Ủa cái gì làm liền. Ủa em chạy coi sao mà nhậu xong rồi nằm ngoài đường luôn sao. Chạy hết nổi à. Mình ra hổm là ham rồi đó. Kỳ này nếu mà còn ăn nhậu mất của nữa là đi báo ngoan. Có cần mình có cần nói mình khai biết người ta. Thôi là khai lát sập nó khai thiệt mình đừng nói. Lát nó khai. Lát nói ra chứ gì. Mất công tội nghiệp. Không mất công tội nghiệp sập. Bây giờ chỗ nào dẫn anh đi đi. Mát bộ tôi nói thiệt. Mất chỗ nào dẫn lại chỗ đó. Ngủ chỗ nào chưa chắc đi nay nhớ đó nè. Mà nếu có cầm ở đâu không có cầm. Mà mất chỗ nào dẫn lại chỗ đó kiếm. Để phát đựng điện nữa. Đừng có điện nữa.
chị một tấn đi, chị chuyện tấn rồi mấy em đi theo một tấn. Dạ đi là đẳng thêm mình điện thôi coi thử coi. Chuyện tấn đi ha. Vậy vậy đúng rồi. Chị chờ em tấn chở hai đi đi. Đi tấn. Đi đi coi sao tình hình coi sao. Coi sợ chuyện này có thật lòng không? Nó mát rồi thiệt. Thì đó, để chị hai biết chỗ chở ơi, tấn chở hai đi tấn. 50% nói thiệt nghe. Nó mát thiệt. Không láo gì đâu, mát thiệt. Thua ngàn ha. Thua ngàn. Nó láo thua nhiêu đó, cứng ngay. Thua ngàn. Thua nhiều dữ vậy. Tính ra ngàn cũng nhiều chứ bộ. 1000 mà nó dám thua luôn, dám có thiệt lắm mấy ông. Chứ không phải chơi đâu. Ngàn dám luôn. 1000 mà nó còn dám thua luôn á. Quà xỉn dữ lắm. Mày sao nhậu chi xỉn như anh dặn em rồi mà. Anh biết là em ở lại xe nhậu chắc, cho nên anh có dặn em là không được nhậu xỉn. Nhậu vừa phải thôi, mà em xong nhậu sao cho xỉn dữ vậy. Mai mốt qua gặp chú Tính với chú Kha có dám nói một câu là bỏ rượu không? Còn ông chửi chết đó. Đừng nói câu đó nữa. Đừng nói câu đó nữa nghe. Tôi đúng một câu nè. Bỏ rượu nhậu liền. Đừng nói câu đó. Con Tính nó bỏ là có bỏ nè, Tính có bỏ nè. Lâu lâu có đám mới nhậu. Nó hại tôi không ăn cơm. Tới nữa. Đi kiếm. Dạ rồi, để mấy con làm việc. Cô để mấy con làm. Vậy là thiệt không? Thiệt, nó mát rồi qua đi bỏ xe đạp rồi sáng. Rồi Tấn chở chị hai đi nghe Tấn. Ừ, đang nấu của chị, chị hai sử dụng cái máy đó đi rồi. Có số nó không? Biết điện nó đi xuống như vậy, tôi có số nó đâu. Đó, anh cho em cái số. Nè, lấy điện thoại ra đi, bấm số. Số mới. Số mới bên, máy cầm ứng á. Lấy ra đi. Em không biết số, sao kiếm? Số, biết có số nó nhiều số lắm. Cái số mới em có chưa? Có, số sao đi mua á. Mới hỏi điện em chứ đâu mà hả? Có thì điện. Cái chỗ nằm hôm qua chỗ đó có nhà đông không? Chứ để thôi mưa cái gọi luôn đó. Trời mưa là dục luôn á. Nếu mà có thiệt. Và đừng về xỉn, tuần xuống rồi chú tấm nhỏ lấy xe về. Xỉn xong rồi. Ông nãy gọi đó là. Nhộn nhạo quá hả? Ông đó là gọi nằm nhạo đó đó. Kè gọi nhạo đó nằm. Em ông này không tiếp không? Đó em muốn tía tôi. Thì bỏ xe đạp xuống bộ lấy xe đạp về. Cái là em muốn tía. Bây giờ biết rồi, biết rồi. Chính chửi nữa. Không nhớ nữa. Má xuống chú Hà chửi chết nữa. Đó, anh nói em rồi, nhậu là phải kiểm soát được bản thân mình mới nhậu, hiểu không? Anh biết em là không thể nào bỏ tiền đó được, nhưng mà có nhậu thì cũng nhậu vừa phải. Nếu mà mình cầm ví dụ lên mình đặc biết biệt nhậu, là cái tài chính phải biết kiểm soát. Nếu mà mình biết nhậu, nếu như mà mình cầm tài chính và tài sản nhất định là mình không thua ai đúng không? Đừng có hơn thua làm chi, nhậu hay cũng đâu có gì là hay đâu. Nhậu hơn người ta cũng có gì là hay chứ, hiểu không? Thấy không? Cái chỗ sạp nằm qua cho đó đông nhà không? Cặp ở nhà ta mà cặp lộ vậy nè. Rồi đi đi tức. Đi chợ đó. Không biết số giờ đi đây. Tao kêu ghi không ghi nữa. Đó, đọc số cho nè. Để xin khép video này là ta đang nghe gì? Xin chào mọi người. Số anh tận mốt kia mua cái khác. Mốt kia bên kia mua khác. Rồi, bây giờ nếu nó mất á, thì phải đi kiếm. Ta chở đi kiếm nè. Đi đi đi. Rồi, vậy là không có mất không? Đó nó mất thiệt. Mất thiệt thì đi kiếm nè. Qua kiếm gọi. Qua kiếm gọi. Rồi. Tưởng đi đi tưởng ơi. Không biết đâu mà mày đổ. Không biết được đâu của em. Sao nó mất bỏ? Đi đi. Tao nát thẻ con không đi thôi. Không tin hay gì á? Hả? Không tin sợ cái gì á? Tao nát thẻ vẫn láo gì? Rồi giờ mày chạy chỗ cho anh Tính đóng kiếm. Rồi biết đâu, có điện thoại đâu điện. Anh tao có điện thoại, anh Tính có điện thoại ra điện. Đi nó. Đi đi. Không tin ngàn nào. Đi, mất đi kiếm, mình mất kiếm. Chứ còn cầm thì khỏi cần kiếm, còn mất thì phải kiếm. Tương lẻo gà, tương lẻo bỏ túi gà. Thôi. Mất thiệt rồi. Tưởng đi chợ đi kiếm đi, con mắt con nói thiệt. Tao biết chỗ nào kiếm chạy ngộ tại. Mày đi với à? Tao mắc rồi. Nó mày bán. Bán đâu? À, hết muốn đà thua cầm mày. Cầm đâu trời, có thế đến bại đâu. Tưởng nó đâu biết em nằm ngủ ở chỗ nào đâu. Em đi em chỉ cho em mới biết được. Tao biết chỗ nào? Mắc bỏ. Mày đây nói vậy anh mua bát là chỗ gì? Chuyện nữa đi giữ dịch mua khác hả? Hả? Khi mình khai mua khác. Rồi mình khai về chửi nữa.
giờ đi kiếm đi có điện thoại nào mà là anh Kha nó không có kiếm có mà không chửi. Thưa quý vị, tính có dặn với Tuấn là đi kiếm cái điện thoại mà không có thì chạy lên cái chỗ mà sạp hay cầm á, cầm hôm nay rồi mấy cái chỗ thường cầm đó lại đó hỏi người ta thử coi sạp có cầm không, rồi để coi lát Tuấn đi về thì kết quả sao có gì. Sạp này đúng ra thì cũng khác gói quá, nhưng mà thật sự thì có rất nhiều cái người tỉnh mà cũng còn tệ hơn sạp nữa, cho nên là nói chung là cũng sạp cũng đáng trách. Nhưng mà thật ra thì trên xã hội còn rất là nhiều người thậm chí còn tỉnh táo khôn ngoan bình thường mà còn bê bết hơn sạp nữa, cho nên là nói gì thì nói chứ cũng không, em sạp nó sẽ không có được như chúng ta mong muốn. Nếu mà giống như bữa nay á thì nhậu ít, hôm qua thì nhậu nhiều mà chỉ nhậu có một lần thôi rồi xỉn luôn tới chiều, ngủ luôn tới chiều chứ không phải là nhậu nguyên ngày. Còn hôm nay thì sáng có nhậu mà cũng nhậu ít, khi mấy anh em xuống thì tỉnh khô à. Nói chung thì bây giờ chỉ có môn mà anh em nào mà có cái công việc công ăn việc làm gì đó và dẫn sạp theo, có công việc làm vừa kiếm tiền vừa sống luôn, mà anh em đâu có ai có việc gì đâu. Cho nên là trong cái vấn đề của sạp này nó sẽ rất là khó khăn. Gia đình thì không quản được rồi. Bây giờ ở đây thì nếu mà nói cai rượu thì ở đây cũng không có chỗ cai, không có bệnh viện cai rượu, cho nên là cái vấn đề nó khó. Còn cái nói mà để uống thuốc á thì cũng không, mấy anh em không dám cho sạp uống, uống thuốc bỏ rượu vậy đó. Nghe mọi người hay nói là uống vô rồi nó sẽ có cảm giác không thèm rượu, và khi mà uống vô thì nó sẽ ối nôn mửa. Thì nếu mà có cái thuốc đó, tức tính biết có cái thuốc đó nhưng mà tại không dám cho uống thôi. Tại vì mà khi uống cái loại thuốc đó vô mà nó gây ra nôn mửa để sợ rượu thì nó đã có một cái tác dụng không tốt cho sức khỏe rồi. Thì cho nên là góc độ anh em thì không dám cho uống, trừ khi gia đình thôi. Mà gia đình thì khờ khờ thì cái vấn đề này cũng không biết sao mà giải quyết. À, thực tính cũng xin khép lại video này tại đây đi, đợi Tuấn về coi sẽ như thế nào đó nghe mọi người. Rồi, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, sức khỏe tất cả mọi người.